Xin chào các bạn, mình là MC Sở Nguyên Hôm nay series Nhân Trường Sống sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo Của những câu chuyện tâm linh do bạn Nguyễn Mạnh Hoài Phong chia sẻ Cũng như phần trước đó thì mình có chia sẻ Thì mọi người cân nhắc trước khi nghe Do câu chuyện mang khá nhiều yếu tố tâm linh Lần này, mình xin kể về lần mà mình cảm thấy là nặng nề nhất khi mà đụng tới một người bị yểm bùa. Và chiếc bùa này không hề dễ thấy hay dễ gặp như những chiếc bùa từ trước tới nay mình hay gặp trong lúc làm cái công việc này. Nó thật sự mang lại hệ quả khá là nặng với bản thân mình vì tính chủ quan. Câu chuyện xảy ra vào tháng 11 âm lịch vừa rồi. Hôm đó, mình có nhớ tới tận bây giờ là ngày mùng 1 tháng 11 năm 2022 âm lịch Mình có gặp một chị tên Quỳnh Chị này là có mái tóc ngắn Chị biết mình qua internet Và chị cách mình tầm hơn 100 cây số Hôm đó Chị nhắn tin cho tôi Chị ngỏ ý muốn xuống tận nơi Để nhờ tôi xem bói giúp Vì 3 năm đổ lại đây Công việc gia đạo của chị Đang bị xáo trộn một cách phức tạp Bản thân chị cũng gặp những cái hạn về sức khỏe. Khi mà đi khám bệnh, các bác sĩ họ cũng bảo chị không có gì phải lo ngại. Chị kể lại cho tôi những triệu chứng như việc bản thân thường xuyên mất ngủ. Thời gian đầu, chị chỉ nghĩ là do stress, nhưng khi thấy được những thông tin tôi đăng tải thì chị lại thấy nó sát về chị một cách thần kỳ. Cứ thế, chị theo dõi tôi trên Facebook một thời gian dài và khi thấy tôi đăng tải những dấu hiệu của người hay bị duyên âm hoặc bị yểm bùa lên trên facebook thì chị quyết định nhắn tin cho tôi ban đầu chị hỏi tôi về những triệu chứng này tôi có hỏi chị về những giấc mơ chị có bảo với tôi những giấc mơ đó một năm đầu tiên chị thường xuyên mơ thấy do tính chất công việc chị cùng với gia đình hay phải chuyển chỗ ở những lúc ở cùng chồng thì không gặp những giấc mơ đó nhưng hễ chị ngủ kể cả ban trưa thì chị vẫn hay bị bóng đè có những lúc chị vẫn tỉnh mà chỉ chợp mắt thì cũng bị đè luôn cứ như vậy càng về sau những triệu chứng này xảy ra triền miên chị có chia sẻ cho chồng nhưng chồng chị là người không tín ngưỡng chồng chị chỉ bảo do công việc mà chị mệt mỏi đâm ra hoang tưởng mà thôi dần dần chị khép mình lại cho tới khi đọc được bài viết của tôi thì chị mới có can đảm nhắn tin hỏi bởi vì chị xem những vị thầy bói hay thầy pháp xung quanh ai cũng lắc đầu và có xem thì cũng toàn nói sai hết nên muốn tôi thử sức phát tâm xem giúp chị sau khi nghe chị kể lại câu chuyện của mình ban đầu tôi chỉ nghĩ là do duyên âm họ đeo bám quấy phá chứ không nặng nề gì nhiều sau đó tôi có hẹn chị thời gian gặp mặt ngày hôm ấy chị đi cùng chồng xuống dưới cửa điện nhà tôi như mọi lần tôi làm với khách tôi có dặn chị hít vào thở ra thật sâu và rồi vững trong tâm nghĩ tới những việc mình cần xem rồi dặn chị đảo bài bằng tay phải 9 lần chị gật đầu rồi bắt đầu hít thở và đảo bài lúc này ở phía sau chị có một bóng người đen sì người này là nam tóc dài đen Da mặt thì như những người lớn tuổi 80-90 tới tuổi Có những vết nhăn ở trên mặt Hẳn lên theo một quy luật Mà tạo thành những ký tự cổ Ở trên gương mặt của người này Tuy mặt người này già Nhưng mà vóc dáng lại cao to Hốc mắt thì đen sì, Con người đỏ ngầu Nó lườm tôi bằng một cái ánh mắt đe dọa Sau khi chị Quỳnh đào bài xong Thì chị bắt đầu trải bài và gọi tên tôi Do vừa rồi Luồng oan khí đó khá là nặng nề Khiến cho tôi có một chút ngạc nhiên Tôi có gọi tên chị Quỳnh Bảo chị tập trung vào để xem bói Lúc này Vai phải của chị Thì bóng đen đó không còn nữa Tôi hỏi chị Có phải bệnh tật chị nhắc tới là do đau mỏi vai Và cổ gáy hay không Chị Quỳnh Gật đầu lia lịa, Rồi cho tay lên phía vai phải xoa bóp Và nói Đúng rồi cậu ạ à. Thời gian dài gần đây Chị hay bị đau mỏi vai gáy Chị còn hay bị nặng đầu Và đau lồng ngực Hô hấp nhiều khi còn bị khó Như có thứ gì cản lại Đi khám thì không ra bệnh Nên chị nghĩ rằng là do vấn đề tâm linh Có đi xem bói một vài chỗ Nhưng không ai gọi ra được bệnh này của chị Tôi mới nghĩ trong lòng Còn mà kia nó bám trên người như thế Thì chả đau mỏi hết cả người thì sao Thế rồi Tôi mới nhìn xuống hàng bài mà chị vừa trải ra trong đầu tôi trống rỗng không hiện lên một thứ gì cả cảm tưởng như đây là những lần tôi xem chỉ tay mà bị khóa tam đạo không thể xem được sau đó tôi có nói với chị quỳnh rằng em xin phép hỏi chị ba câu nếu trong ba câu này không câu nào đúng thì em xin phép chúng ta không thể hữu duyên được thế rồi tôi hỏi chị về ba câu ở mặt dương trần nhưng không câu nào chị bảo đúng cả lúc này tôi cũng ngầm hiểu là không phải không ai xem được bói cho chị mà là do con ma kia nó che mắt khiến cho chị đi tới nơi nào xem bói cũng phải mất công mà đi về sau đó tôi bảo chồng chị quỳnh do cho tôi xin cốc nước thì vừa đánh mắt ra phía chồng chị tôi thấy bóng dáng ông mãnh tổ nhà chồng chị quỳnh ông ấy dùng tay tự chỉ vào bản thân mình ý như hỏi về người âm trong nhà sau khi chồng chị quỳnh đưa nước cho tôi tôi có hỏi chị quỳnh rằng vậy chị có hay nhìn thấy các cụ gia tiên tiền tổ trong nhà chồng chị hay không lúc này chị gật đầu bà là có chị bảo chị thường xuyên gặp nhiều vấn đề tiêu cực trong đời sống mỗi lần như thế chị hay cùng anh về nhà bố mẹ đẻ của anh để thắp hương xin bình an sau đó về tới nhà thì không gặp những trắc trở như trước nữa còn ngôi nhà đang ở thì là nhờ một thầy bốc bát hương thổ công thần đất nói tới đây thì tự dưng giọng chị quỳnh chững lại một hồi ấm ớ gì đó rồi gạt phăng đi câu chuyện trước đó mà hỏi tôi rằng việc chị nhìn thấy người nhà chồng chị thì có việc gì phải lưu tâm không cậu tôi mới đáp chuyện này không có gì phải chú ý cả chỉ là các cụ gia tiên tiền tổ nhà chồng chị độ trì giúp chị tai qua nạn khỏi thôi sau đó tôi mới dùng tâm thuật để giúp chị xem về phần âm Lúc đầu nói về gia tiên nhà chồng và gia tiên nhà chị ấy Thì không có chuyện gì xảy ra cả Nhưng khi tôi đi sâu vào và hỏi về những giấc mơ chị gặp Cũng như con ma vừa rồi mà tôi nhìn thấy Thì lúc này cơ thể tôi có một luồng khí lạnh chạy từ gáy xuống những đốt sống lưng Cả người tôi ra gà ra vịt nổi lên hàng loạt Lúc đấy chị Quỳnh mới nói Cậu nói nghe ghê quá Chị nổi hết cả da gà lên rồi đây này Tuy biết đây không phải là thứ dễ đụng vào Nhưng tôi vẫn xem tiếp Tôi nói về những lần bản thân chị Thấy rắn đen bò vào nhà Nhưng chớp mắt lại không thấy nữa Và những đàn rắn đen và rết bò vào Quần lấy người chị trong giấc mơ Chị nghe vậy Và thừa nhận đúng là có những giấc mơ Và hiện tượng như vậy Thế rồi Tôi kể về những giấc mơ mà chị mơ thấy con trai. Họ thường xuất hiện trong lúc chồng chị đi vắng hoặc chị nghỉ ngơi ở chỗ làm. Ngày đó hay lấy mặt của chồng chị và đôi khi còn không rõ cả gương mặt. Lúc này, chị Quỳnh ngắt lời tôi và bảo rằng: "Đúng rồi cậu à, những cái này nó xảy ra thường xuyên lắm. Giờ phải làm thế nào hả à cậu?" Tôi mới hẹn chị là sẽ phải làm cái lễ cắt duyên âm và phải giải cái phần âm này lúc này chị có hỏi tôi về chi phí và khi tôi với chị bàn bạc xong chị có đồng ý là ba hôm sau sẽ xuống nhà tôi để làm lễ để chúng tôi có thời gian sắp mã thế rồi chị cùng với anh chồng ra về lúc tôi ở trên điện đang thu dọn ít đồ thì nghe thấy tiếng vợ chồng chị quỳnh cãi nhau qua lại ở dưới tầng anh nói với giọng điệu kiểu như khinh bỉ công việc của tôi và bảo tôi là lừa đảo Tôi nghe thấy thì cũng có chút chạy lòng Nhưng cũng vì người ta khó Mới phải đi từ xa tới chỗ tôi Nên cũng coi nhẹ những cái câu nói đấy mà bỏ qua Cứ như vậy Sau hai ngày trôi qua Không thấy chị Quỳnh liên lạc Lúc này tôi thầm nghĩ Chắc do chị và anh không đưa ra được phương án chung Nên đã không tới Bỗng dừng Điện thoại của tôi reo lên Nhưng chưa kịp nghe thì ở bên dưới má mai chỗ tôi hay lấy mã tự dưng mang mã tới nhà tôi lúc này tôi mới nói vọng xuống dưới bu mang mã xuống cho con làm gì thế chưa chắc nhà người ta đã làm lễ đâu bu mang về đi khi nào con gọi thì hãng mang lên lúc này má mai mới nói vọng lên không phải tối qua mày nhờ chú nào bảo má mang lễ lên à thế rồi trong đầu tôi mới nghĩ bản thân có bảo ai mang mã lên đâu. Lúc này điện thoại cứ reo lên liên hồi. Tôi thấy thì là đầu số lạ. Tôi mới nghe máy thì bên đầu dây bên kia là giọng của chồng chị Quỳnh. Anh ấy hỏi lối vào nhà tôi vì hôm trước xuống có một lần nên quên. Tôi mới chia sẻ vị trí trên Zalo cho anh ấy. Rồi tôi cúp máy và xuống bảo má Mai mang mã lên và giúp tôi bày đàn sắp lễ. Sau đó. Má Mai vừa giúp tôi vừa nói Đêm qua có một chú Tuổi tầm 60 tuổi đổ lên Mặc bộ đồ quân phục Chú ấy tới trước cửa nhà Bảo má là sáng mai 9 giờ Mang má lên cho con để con làm lễ Lúc này Má kể về tướng tá người đó Thì giống hệt như ông liệt sĩ nhà tôi Sau đó má kể tiếp Sau khi má quay vào trong Bảo thầy trong nhà Là sắp lễ mang lên nhà con thì quay đi quay lại không thấy ai cả. Lúc đấy, má mới chạy ra ngoài tìm xem chú đó đi hướng nào để mời vào nhà uống nước thì không thấy ai. Sau đó, má ở nhà sắp má rồi mang lên cho con. Lúc này tôi mới cười đùa, bảo chắc là các cụ nhà con về báo đấy bu ạ. Hai bu con đang cười đùa thì ở dưới nhà nghe thấy tiếng xe ô tô đi tới. Tôi mới xuống đón vợ chồng anh chị Quỳnh lên. Lúc này anh chồng chị quỳnh bước xuống xe thì thấy chân anh đang băng bó tôi liền chạy tới đỡ anh lên tầng hỏi xem anh bị làm sao thì chị quỳnh trả lời là hôm qua tầm trưa anh ra mua đồ thì tự dưng hai vợ chồng bị ngã xe anh thì chống hụt chân nên bị xe đổ ập vào người lúc này chị thì không sao nên có chạy ra đỡ xe cho anh nhưng nâng mãi mà cái xe không nâng lên được như kiểu có người đè lên thế rồi có vài người cùng ra đỡ kè xe thì anh mới dậy được sau đó đưa anh đi bệnh viện tới lúc đưa anh đi bệnh viện thì bác sĩ bảo bong cân chân đến tối vợ chồng bàn về việc ngã xe rồi ôm nhau ngủ thì nghe thấy có tiếng bước chân trong nhà lần này không những chị quỳnh nghe thấy mà cả chồng chị cũng nghe thấy cứ như vậy hai vợ chồng ôm nhau sợ quá mà không dám ra ngoài Tới lúc muộn thì mệt quá Cả hai ngủ tiếp đi Anh chồng chị mới mơ thấy các cụ nhanh về Dặn bảo là sáng mai 9 giờ phải có mặt Ở cái nhà cái cậu hôm trước Để cậu ấy làm cho Cứ như thế đến sáng ra Anh chị đánh xe xuống dưới nhà tôi Lúc này Tôi đưa anh chị lên trên điện xong xuôi Thì má mai bên trên Cũng đã sắp lễ gần xong Tôi bảo chị Để cho anh ngồi hướng về phía ban công đồng Rồi đợi sắp đổ xong thì sẽ làm lễ Sau khi sắp xếp ma mũ hẳn hoi thì bắt đầu làm lễ Cảnh lễ diễn ra khá suôn sẻ Tôi cũng chỉ cho chị vài cách để tẩy uế khí trong người Lúc này tôi mới để ý là từ lúc bắt đầu vào làm lễ Cái con ma hôm trước tôi thấy thì nó không xuất hiện Mà chỉ là những vong linh nhỏ lạt vặt Bị tôi đẩy ra từ người chị ấy những phong linh đó thì không đáng nói bởi họ bám vào người chị quỳnh để nhờ chị giúp công việc sau đó chị nói với tôi cảm thấy cơ thể khỏe khoắn hơn và không còn bị nặng vai gáy như hôm trước chị mới xin phép ra về và tôi có hỏi chị có cần cầm vật dẫn âm mà tôi vừa lấy ra khỏi người chị hay không thì chị nói là không cần và nhờ tôi giữ gìn hộ tôi cũng vui vẻ đồng ý với chị bởi những vật dẫn này thường những người cắt duyên âm họ sẽ không mang theo vì sợ những thứ mà bản thân không thấy được cứ như thế cảnh lễ diễn ra xuân sẻ cho tới tối muộn cùng ngày hôm đó lúc đấy khi tôi vào phòng chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy có tiếng cộp cộp phát ra từ cầu thang thường trong nhà tôi các cụ về cũng không có những âm thanh rõ ràng như thế thế nhưng những âm thanh này có nhịp ngắt quãng rõ ràng Cứ như thế cộp cộp Rồi dừng lại Rồi lại phát ra Càng ngày càng gần tới cánh cửa phòng tôi Tôi mới mở cửa ra xem Là ma quỷ phương nào Mở cửa ra Đập vào mặt tôi Là hình dáng thực sự của con ma đó Nó cao tầm 2 mét Mùi phát ra từ nó như mùi nước điếu Xung quanh chẳng chịt Những ký tự trông rất lạ Xếp với nhau thành hàng và cái người này miệng cũng bị khâu lại khi tôi thấy thì cả hai đứng nhìn nhau một lúc rồi tôi giơ tay trái lên lúc này lòng bàn tay tôi nóng gian như vừa nhúng vào nước sôi vòng đá mà tôi hay đeo được chỉ chú cửa tử phụ cũng tự dưng đứt ra rơi xuống từng hạt tôi thấy không khả quan lắm nên chạy vào trong cửa cụ nó cũng bước đi theo những bước đi của nó trông khá là nặng nề tỏa ra những luồng uế khí khiến cho tôi lạnh hết cả người. Nhưng nó dừng lại trước cửa của nhà tôi và nó đi lòng vòng rồi đi mất. Lúc này, trong người tôi vẫn chưa hết hoảng, bởi đây là lần đầu tiên gặp phải con ma có nhiều ký tự trên người như thế. Tôi mới suy nghĩ lại xem là chữ gì thì tôi bắt đầu mở điện thoại ra tra trên mạng. Có một dòng quảng cáo chữ Thái chạy qua. Tôi mới sực nhớ ra những dòng chữ trên người con ma đó. Và tôi nghĩ ra Đó là bùa ngải Ếm vào người Chứ không phải là duyên âm Tôi mới gọi điện cho chị Quỳnh và anh chồng của chị Nhưng cả hai số máy đều không thể liên lạc được Facebook của chị cũng khóa Hoặc là do người khác hack nick Nên không truy cập vào được Tôi muốn gọi điện hỏi đầu đuôi rõ ràng Xem nguồn gốc cái này từ đâu mà có Gọi mãi mà không được Thì mới biết Bản thân gặp đại nạn Lúc này Tôi có gọi điện cho thầy dẫn đồng của tôi Và kể về sự việc Thầy tôi thể hiện đang đi nước ngoài Cũng cho khách ngoài đó Nên không tiện về giúp tôi ngay được Nhưng thầy dẫn cho tôi một lối Là phải gửi trả vật dẫn âm về cho chủ cũ của nó Chứ không Mình mà giữ Họa sẽ ập tới mình Lúc đấy tôi mới bảo Chủ của nó là chị Quỳnh Tôi có liên lạc mãi mà không được Thì thầy nói Vậy hết cách rồi con ạ à. Rồi thầy cũng cúp máy Lúc này cũng là muộn rồi Tôi cũng không dám bước ra ngoài cửa cụ Mà phải ngủ trong đó vì sợ Ra phải đối mặt với con ma kia Lúc đấy Pháp khí gỗ đào cũng chả có Vì trước đó tôi đã mang đi bảo dưỡng định kỳ Cứ như vậy Tôi nằm ngủ ở cửa cụ Tới sáng hôm sau Tầm 7 giờ sáng hôm sau Tôi tỉnh dậy Và vẫn cảm thấy oán khí từ con ma này tỏa ra nồng nặc khắp căn nhà. Lúc đấy, tôi phải miễn cưỡng đợi tới 9 giờ sáng, lúc mà ánh sáng ngoài trời dần có tác dụng với ma quỷ. Khi tôi bước ra ngoài, không còn cảm thấy oan khí nặng nề nữa. Tôi liền chạy ra chợ, mua đồ về, tẩy uế khắp nhà và đi lấy pháp khí về, đợi xem con ma này đêm nay có xuất hiện trong nhà hay không. Sau khi tôi tẩy uế nhà cửa xong, tôi nhận được một tin nhắn người trong tin nhắn nhận mình là chị quỳnh chị xin lỗi tôi vì đã làm liên lụy tới tôi cốt lõi của câu chuyện là trước đây chị đã cùng với bạn bè phỉ báng một vị thầy pháp ở trên tỉnh cao khi nhờ người đó giúp đỡ công việc mà không được nên các bạn của chị đã chửi rủa cái vị thầy pháp đó sau đó hàng năm trôi qua những người bạn của chị đều gặp hạn nặng về mạng người thì tận mạng người thì phá sản phải trốn chui trốn lủi cứ như thế cho tới năm nay không ai trong nhóm bạn chị bị nữa thì chị ngầm cũng biết là sẽ tới lượt mình nên chị mới cật lực tìm thầy giải nhưng không ai giải được cho tới khi gặp tôi và tôi nhận làm lễ thì chị mới làm sau đó chị xin lỗi tôi tôi thì cố gọi vào cái số gửi tin nhắn kia nhưng không được lúc đấy tôi cũng hoảng hốt và thầy của tôi cũng gọi điện lại cho tôi thầy dặn là không được phép hóa cái vật dẫn âm đó đi bởi sẽ gây ra nhiều hậu quả sau này lúc đầu tôi có nghe và tối hôm đó cũng không có những thứ uế tạp vào nhà nhưng hàng đêm tôi hay bị mơ thấy nó và mất ngủ lúc đấy tôi hoảng thật tôi đã giấu thầy của mình hóa vật dẫn đó đi tuy sau đó tôi không còn gặp cái con ma đó nữa nhưng đúng hơn một tháng sau Hôm đó là ngày 23 tháng Chạp Ngày ông Công ông Táo về trời Cũng là ngày quan hành khiển đổi ngôi cho nhau Hôm đó trên tay của tôi thấy rằng Vận khí của tôi bị giảm xuống tới mức báo động Vận khí trên người lạnh tanh, trắng bệnh Như không còn một giọt máu Hôm đó tôi cũng nhận ra Bản thân sẽ gặp phải một vận hạn gì đó to tát với mình Và nghĩ đó chắc hẳn là do việc hôm trước làm cho chị Quỳnh nhưng do chủ quan, tôi có coi nhẹ và y như rằng đêm hôm đó, đúng 11 giờ đêm là giờ thanh tra giám sát tôi đi về nhà. Lúc này ở cái khúc vào thẳng lên nhà tôi, hôm đó có đội thi công sửa lại đường nên đường khá là xấu. Tôi đi khá chậm và cũng may là trời còn quang, nhưng tự dưng xe tôi mất lái, đâm vào chỗ đường đang sửa. Tôi cố gắng bóp phanh thì xe cũng dừng lại tôi ngã ra đất cũng phải thốt lên chửi thề một tiếng tôi có gượng dậy xem cơ thể có thương tích ở đâu hay không thì cả người không sao cả nhưng khi quay người lại thì chân phải của tôi đã không thể cử động được tôi biết là bản thân toi thật rồi tôi cố gắng bỏ vào ven đường thì tôi ngước lên nhìn cột điện ở bên kia đường thì thấy bóng con ma đó lúc đó nó không có tiến lại chỗ tôi mà bay đi mất Dần xung quanh họ chạy ra xem tôi có sao không Cứ như thế tôi được đưa lên bệnh viện Khi mà công an giao thông Tới bảo lấy lời khai Tôi có bảo là do xe mất lái Tự đi vào chỗ làm đường Mà xảy ra tai nạn Họ cho rằng tôi uống bia rượu ngày lễ Mà ra tai nạn Nhưng khi thổi nồng độ cồn thì lại không lên Công an có hỏi gia đình Có muốn lập án kiện bên làm đường hay không Vì họ làm đường không có biển báo Hay đèn báo gì Nên mới xảy ra tai nạn nhưng tôi biết rõ nguyên nhân là gì nên mới bảo với mẹ tôi là không phải kiện tụng gì cả mẹ tôi cũng làm việc âm nên hiểu rõ tính chất công việc như nào nên cũng không có ý kiện tụng gì cứ như thế tôi được chẩn đoán là gãy xương mát ở cổ chân phải và phải bó bột rồi đi về hôm sau tôi ở lại qua đêm ở bệnh viện lúc này là vong linh trong bệnh viện đi lại tự do có những đứa trẻ không may qua đời cứ vào chỗ tôi quấy phá khiến cho tôi không thể chớp mắt được ở ngoài phía cửa thì tôi lại thấy cái con ma theo chị quỳnh lúc này nó không còn hung dữ và tỏa ra oan khí nữa nó chỉ nhìn tôi rồi vụt đi mất tôi cũng hiểu ra đây là việc tôi phải trả cho những gì mình làm khi gặp phải một người không có nhân nghĩa mà phạm tới phần âm cũng vì việc này tâm lực trong tôi không còn được vững khiến cho những liên kết của tôi với những gia chủ trước đó bị đứt đoạn, khiến những người đó gặp phải vận xui theo. Trong đó có một bạn hay trò chuyện cùng tôi, thì không may từ lúc đó tới giờ gia đình bạn ấy gặp phải nhiều chuyện, không được sự hậu thuẫn của tôi về phần âm, khiến cho bạn ấy phải lao đao tới tận bây giờ. Cứ như vậy, từ lúc gãy chân, tâm lực và đạo hạnh của tôi bị lao đao liên tục, cho tới khi tôi khỏi chân đi lại được tự do tôi đã đi đến đền chùa cầu bình an cho bản thân tu tâm đức lại cho mình vậy nên tới bây giờ những người chứng kiến vụ tai nạn của tôi vẫn phải nói là khi tôi ngã xe cả người không xây sát chỗ nào xe cũng chẳng bị hỏng hóc hay bị sức ở đâu chỉ ngã có như thế mà gãy cả chân nên tới giờ mọi người vẫn thường nói là do tôi đen nhưng cội nguồn của việc này nó còn sâu xa hơn nữa những người xung quanh họ nhìn vào thì chả thể hiểu ra được Và cũng từ lần đó Tôi cũng phải dè chừng Với những canh lễ quá tay với mình Và không nên tin tưởng người ta nhiều quá Được cái là giờ chân tay tôi ổn định Và công việc cũng đâu vào đấy Không gặp phải chuyện gì bất chắc quá đáng nữa cả Chuyện này thì được bạn ấy kể vào ngày 28 tháng 12 Năm 2023 Sự việc xảy ra vào năm 2021 thời gian này tôi đã làm việc cũng khá vững tay vào buổi chiều ngày hôm đó do mới đi cúng về nên tôi khá mệt và không nhận khách lúc này có một chị đi xuống nhà với vẻ mặt gấp gáp chị có mèo máu và nói cậu ơi chị biết hôm nay cậu bận nhưng cậu xem giúp cho chị chuyện trong gia đình chị với vì bây giờ không biết nhờ ai cả mà việc này đi tới nhiều nơi người ta cũng từ chối hôm nay biết tới cậu Mong cậu để tâm xem nếp cho Lúc đấy tôi đang ngồi viết sớ Nên cũng bảo chị ngồi đợi một lúc Tôi xong việc sẽ xem cho chị Xong việc thì tôi bảo chị ngồi lên sập Đảo bài bằng tay phải Rồi xếp bài ra Bắt đầu xem thì chị bảo Xem cho gia đình có bị ma quỷ Hay tà linh gì quấy phá hay không Vì dạo gần đây Con gái chị hay bị mất giấc đêm cháu hay bị quấy trong khi năm nay đã hơn 10 tuổi Và công việc của chồng gặp nhiều vấn đề tiêu cực Khiến bị đổi sang cơ sở khác xa nhà Chị tiếp tục nói Trước đó tầm một năm Mẹ chị có nhờ một vị thầy Pháp về làm lễ cùng bái gì đó Xong rồi từ lúc đó đến giờ Nhà bố mẹ chồng thì làm ăn phát đạt Hầu như ngày nào cũng kín lịch kín khách Và chuẩn bị mở thêm cơ sở mới Còn gia đình chồng chị Thì bị ảnh hưởng nặng nề công việc suy thoái tiền bạc mất mát sức khỏe con cái thì suy giảm chị nghĩ rằng gia đình có những thứ không sạch sau khi nghe chị nói như vậy tôi mới bảo được rồi để em xem cho việc gì thì mình tính sau khi chị đảo bài xong và trải bài ra thì cây đầu tiên bốc lên là cây át bích trong bói bài việc bốc lên cây át bích đầu tiên là điềm báo gia tiên không muốn cho xem bói hoặc bị những thứ khác cản trở Lúc này tôi có nói với chị Thì chị bảo Vậy còn cách gì không hả cậu Tôi mới bảo chị xòe tay ra Cho tôi ngày tháng năm sinh âm lịch Lúc này Trên tay chị Vận khí đã xuống sắc Có những mảng gân đen nổi lên liên hồi Tôi có hỏi chị rằng Việc này đã xảy ra lâu chưa Thì chị hỏi Vì gì hả cậu Tôi mới chỉ vào những cái gân đen và bảo rằng những phần gân này nó đã nổi lên từ bao giờ. Chị lắc đầu, bảo là cái này chị cũng không rõ vì không hay để ý tới. Sau đó tôi bảo rằng cái này là mệnh sát chủ, khiến cho gia chủ gặp nhiều bất lợi trong đời sống và công việc. Gia tiền trên tay thì không thấy, chỉ thấy những thứ uế tạp quấy phá. Chị liền ngắt lời và nói, "Đúng thật cậu ạ, vì ngay trong nhà, nhiều lúc chị cũng cảm thấy cuộc sống như bị đe dọa." nhiều hôm còn không dám về nhà phải lang thang ngoài đường việc này thì có cách nào giải quyết không hả cậu tôi mới đáp về con cái chị bị quấy phá chắc chắn do phần đất không được sạch công việc trong nhà bất ổn cũng là một phần do nó bây giờ chỉ cần làm lễ tạ đất trấn điểm long mạch thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thế rồi tôi đưa ra hướng giải quyết thì chị liền đồng ý và bảo tôi rằng vậy hôm nào thì bắt đầu công việc được hả cậu Tôi mới bảo Ít ra cũng phải ngày kia hoặc ba hôm nữa Bởi tôi còn làm sớ sách và đặt mã xong Tôi có dặn chị là để lại địa chỉ và thông tin cần thiết Sau khi thống nhất ngày làm lễ Tôi có báo với chị Bây giờ trong nhà chồng chị Chị đứng lên làm việc này Mà không có sự đồng thuận của bố mẹ chồng Thì nó không được hay cho lắm Nên tôi nghĩ rằng Nên về bảo với người nhà một tiếng Tránh những cuộc cãi vã không đáng có chị nghe vậy và đồng ý tối hôm đấy chị có gọi điện liên lạc với tôi bảo rằng mẹ chồng phản đối dữ dội và cấm cửa không cho làm nhưng do tất cả mọi người trong nhà đều đồng ý làm canh đàn này nên đã có xảy ra cãi vã và kết thúc không được tốt đẹp cho lắm nhưng vẫn làm mong cậu hôm đấy cứ chuẩn bị đồ đạc rồi xuống nhà chị một chuyến nghe xong tôi đồng ý và bảo vậy thì trước tiên hãy làm những việc này để con cái trong nhà không bị quấy quả sau khi dặn những việc cần thiết thì tôi bảo nếu trong đêm có việc gì thì chị cứ gọi cho tôi rồi tôi cúp máy hai hôm sau cũng là ngày đẹp để làm lễ tôi bảo với chị là chuẩn bị những thứ cần thiết cho sáng hôm đấy tránh đang làm lễ mà phải dừng lại nói rồi tôi có bắt xe trở về hướng nhà chị khi tới nhà bà mẹ chồng chị như đứng đợi tôi từ trước và nói những điều mạt sát tôi. Khi này thì chị Thanh mới chạy ra, đưa tôi vào trong. Tôi khá là khó chịu và bảo với chị rằng, nếu như gia đình không đồng thuận nhất quán được quan điểm thì không nên gọi tôi tới đây, bởi tôi không muốn vì cái chuyện nhỏ mà gia đình cãi cọ ly tán. Nói xong, chị bảo xin lỗi vì đã để việc vừa rồi xảy ra. Cậu vào nhà xem, không gian trong nhà có ổn hay không. Khi bước vào thứ đập vào mắt tôi là một phần vong linh của bé gái đang chạy linh tinh trong nhà tôi mới hỏi chị rằng nhà chị có bỏ đi đứa trẻ nào hay không chị lắc đầu nói không cậu ạ à, có việc gì sao tôi bảo là tôi thấy có một vong linh của bé gái rồi tôi tả lại vóc dáng cơ thể của bé thì chị thanh dẫn tôi vào phòng ngủ và nói có phải đứa bé đó giống như này hay không lúc này thì tôi thấy con cái của chị Thanh nằm bất tỉnh. Tôi mới sốt sắng nói với chị: "Mau lên, cầm cặp sớ của cậu vào đây." Trong lòng tôi khá khó chịu và không muốn giúp đỡ gia đình chị, nhưng sau khi thấy con gái chị như vậy, tôi có hạ quyết tâm: "Thôi thì cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp." Sau đó, chị Thanh cầm cặp sớ của tôi và đi vào. Tôi bảo chị: "Chuẩn bị một chậu nước nóng lên đây." và thắp hương xin ra tiên tiền tổ bà cô ông Mãnh trong nhà chồng. Sau đó tôi có niệm chú và vẽ lên trán của cháu bé ấn chú của quan tuần tranh. Lúc này chị Thanh bê chậu nước nóng vào trong phòng. Tôi mới đổ vào đó một chút nước ngũ vị hương, một chút cây a ngùy khô, một chút cho của hạt bổ kết, một ít lá hương thảo khô. Sau đó dùng mực chu sa chấm lên ấn đường của cháu. Tôi mới bảo mẹ cháu quỳ xuống Nắm lấy tay phải của cháu và gọi tên của cháu bé ba lần. Nếu không được thì phải làm cách khác. Nói xong, chị Thanh quỳ xuống khóc thút thít vừa gọi tên con gái. Không thấy động tĩnh gì. Tôi bảo với chị, chắc là không được rồi. Tôi thì ra đây, tôi có chuyện muốn nói với chị về việc của cháu. Tôi dẫn chị ra bên ngoài, gọi cả bố cháu vào. Tôi hỏi anh chị rằng Cháu như vậy đã lâu chưa Thì chị Thanh liền đáp Thường ngày thì cháu ngủ hơi sâu giấc Có lúc gọi cũng không chịu dậy Nhưng dạo gần đây Cứ ngủ đến tầm 11 giờ trưa Thì mới dậy Sau đó lại ngủ ly bì tới 10 giờ tối Chị và chồng có đưa đi khám bệnh Nhưng không ra bệnh Bác sĩ thì chỉ bảo Cơ thể cháu thiếu chất nên mệt mỏi đi ngủ Là chuyện dễ thấy Nên gia đình không phải lo gì cả Cứ nghĩ đó là việc bình thường Hôm nay thì chưa tới giờ đó nên chắc chắn cháu chưa dậy. Thế có việc gì vậy hả cậu?" Chị Thanh có hỏi. Tôi mới thở dài và đáp, "Hiện tại con gái của chị bị câu mất hồn vía. Con trai có 7 phần vía, 3 phần hồn, con gái có 9 phần vía và 1 phần hồn thì con gái chị bị câu mất 3 phần rồi. Nếu để chậm trễ thì sau này ngã bệnh giống như người thực vật vậy." Chị mới đáp, "Ôi Vậy cậu ơi Giờ có cách nào không hả cậu Vì trước giờ chưa thấy cháu ngủ ly bì như này Từ khi nhà làm ganh lễ Thì mọi chuyện xấu xảy ra Cũng không ai chăm chú vào nó Nên cứ nghĩ rằng việc nó ngủ là không sao cả Tôi mới bảo Bây giờ có một cách Chưa nói hết câu Trong phòng vọng ra tiếng con gái chị Thanh gọi mẹ Lúc này Hai vợ chồng chạy vào trong Hỏi con có sao không sao cứ ngủ mãi vậy? có thấy đau trong người không? hay như thế nào thì bảo với bố mẹ. cô con gái hồn nhiên đáp, con chỉ đi lại trong nhà thôi mà. có một chú trong nhà hay rủ con đi chơi, cô không đi đâu cả, cứ chỉ loanh quanh trong nhà thôi. chị Thanh mới nói, con ngủ suốt như thế, thời gian đâu con đi chơi? cháu bé mới bảo, con đi chơi trong lúc ngủ mà mẹ. Lúc này tôi lấy từ trong túi ra một chuỗi tràng hạt làm từ gỗ đảo đưa cho chị Thanh. Tôi có dặn chị rằng hãy đeo lên tay của cháu khi ra ngoài. Chiếc vòng này là lá bùa hộ mệnh. Nó được thỉnh từ đền quan tuần nên không lo ma quỷ quấy dày. Nói xong tôi bảo chị đưa cháu vào nhà rồi ra sắp lễ. Lúc này đây khi mới trải thảm lập tam cấp. Thì bà mẹ chồng lại ra phỉ báng tôi Tôi không nói gì nhiều Chỉ tập trung vào công việc của mình Cho tới khi bà ấy nói một câu Cái loại trẻ danh như mày Chỉ buôn thần bán thánh Chứ Phật giáo cái gì Nghe tới đây tôi rất bực mình Tôi bảo với chị Thanh rằng Hôm nay không có làm lễ gì hết Và nếu không nhất quán với nhau về chuyện này Thì có làm 10 canh đàn Thì cũng đổ xuống sông xuống bể Bởi trong một canh đàn được làm tại nhà Thì có gia tiên nhà chị chứng cho chỉ một phần còn lại là người sống mà thôi Trong nhà khi tất cả mọi người đều hoan hỉ Mà chỉ có một người phật lòng Thì coi như đổ sông đổ bể Nói rồi tôi đứng dậy ra về Chị có chạy theo và ngăn cản tôi Nhưng tôi mới bảo với chị rằng Cứ để một tuần nữa Nó không bắt được phía gia đình nhà chị Thì sẽ phải chuyển mục tiêu sang bố mẹ chồng chị thôi Nói rồi tôi nhất quyết quay đi Được gần 10 ngày sau đó chị thanh có gọi điện cho tôi liên tục nhưng tôi không nghe máy cho tới khi hai vợ chồng anh chị tới nhà tôi bảo là mẹ chồng đang bị bệnh nặng nhưng đưa đi bác sĩ thì khám không ra bệnh cứ như vậy bà đã ốm ly bì gần một tuần nay con cháu trong nhà có hỏi han về cái canh lễ bà làm hôm đó thì bà đều từ chối trả lời sau cùng mấy hôm nay sức khỏe bà trở nặng bà có nhờ con cháu liên hệ với vị thầy pháp hôm đó làm lễ cho bà nhưng có liên hệ thế nào cũng không được Dù có tới nhà Cũng bị từ chối gặp mặt Lúc này Mọi người đều biết Bà bị người ta gài Nếu không xử lý kịp Thì e rằng Sẽ có chuyện xấu xảy ra với gia đình Nói xong Chị Thanh cùng với anh chồng Tha thiết khẩn cầu tôi Tới nhà để làm nốt công việc hôm trước Bởi sau ngày hôm đó Thì con gái anh chị Đã không còn triệu chứng ngủ ly bì như trước Công việc của anh cũng không phải chuyển công tác Mọi việc cũng ổn định hơn, nhưng trên nhà bố mẹ chồng thì không được tốt như vậy. Bố chồng tối ngày không muốn về nhà, cứ lan thang bên ngoài. Hôm nào ngủ thì cũng ngủ dưới chỗ con cháu. Còn mẹ chồng thì cứ lầm bầm một mình, nói những điều không ai hay, rồi đồ bệnh. Bây giờ bà không còn được tỉnh táo, nên mong cậu xuống nhà xử lý giúp cho. Nghe vậy, tôi bảo anh chị về trước để tôi chuẩn bị ít đồ rồi đi sang lần này không phải làm lễ gì cả mà bắt trực tiếp con ma đó đi một lúc sau tôi sang tới nhà anh chị thì thấy uế khí ở trên nhà nặng nề hơn rất nhiều chị thanh nói do sợ con gái bị ảnh hưởng như lần trước nên đã đưa cháu sang nhà họ sang nhà họ hàng để xử lý xong việc thì mới đưa về tôi thấy ở phía cầu thang trong góc tối là nơi phát ra âm khí nhiều nhất và rất nặng nề lúc đấy Tôi mới buộc một con gà trống trước cửa nhà Rồi dùng muối gạo rắc xung quanh nhà Tôi bảo mọi người đóng hết cửa sổ lại Đổ lên đấy một chút nước tiểu đồng tử Và dùng vôi và lá trầu không phết Lên bốn cái góc tường đó Sau cùng Tôi bảo mọi người lên hết trên nhà Vào trong phòng mẹ chị đang nằm Mọi người đi hết xong Tôi liền lục lọi xung quanh xem có thấy gì không Thì tôi mới thấy Có vài viên gạch có thể cậy lên được Tôi có cậy lên Và đào thêm một lớp đất bên dưới Thì thấy có một chiếc nêu đất Được chôn ở bên trong góc cầu thang Trên nêu đất Có dán những lá bùa Tôi biết đây là phép đen Do thầy phù thủy thỉnh về Để nuôi ma xó Nên tôi liền vẽ trận pháp dưới đất Lấy chuông mõ ra cho bị bắt ma Thì lúc đấy Trong pháp trận có 12 cái cốc nến Thì hai chiếc bị vỡ Tôi biết con ma đang chống cự Để vùng vẫy thoát ra Nên tôi đã dùng một chút đất nghĩa địa Rắc lên xung quanh chiếc nêu đất Xếp lại 12 cái cốc nến Lúc này Mọi thứ đã yên lặng Không có sự phản kháng gì cả Tôi bắt đầu tụng kinh nhà Phật Thì thấy con ma đó Với vóc sáng cao gầy Mặt đen xì Tay chân dài ngoẳng Đỉnh điểm là những móng tay móng chân và răng nanh Chìa cả ra ngoài Nó không đi được bằng hai chân mà bò về phía tôi lúc này tôi không thể mất tập trung bởi nếu vậy thì chậm pháp sẽ đổ sông đổ bể nó liền bò xung quanh người tôi nhìn thẳng vào mặt tôi nói vài câu gì đó khó hiểu bởi vì đây không phải là bùa được thỉnh từ việt nam nên về phần ngôn ngữ không thể hiểu được đành phải dùng tới tâm thuật thì con ma mới tính bóc cổ tôi nhưng bài cùng đến đây cũng đã vừa hết con ma hét lên đau đớn quằn quại rồi chui lại vào trong cái niêu đất. Tôi liền dùng phủ linh bọc nó lại, rồi dán lên đó một cái lá bùa trấn yểm. Lúc này, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn, không còn nặng nề như vừa nãy. Tôi có lên tiếng gọi anh chị Thanh xuống dưới để dặn dò, nhưng không thấy ai xuống, nên tôi liền đi lên. Để xem tình hình thì thấy, mọi người đang dìu mẹ chồng dậy. Trước đó là một bãi nôn nhảy nhụa, trong bãi nôn thì có một vật giống như lá bùa mẹ chồng chị đã lấy lại ý thức tôi mới hỏi có việc gì xảy ra thì chị thanh đáp là sau hồi mõ cuối cùng vang lên tự dưng mẹ chồng đang nằm ngửa thì chớ ra như muốn nôn mọi người sợ bà sặc nên đỡ sang để nôn cho hết thì bãi nôn toàn là những màu đen kỳ dị và vật thể kia do không dám đi ra ngoài như lời cậu dặn nên cứ ngồi trong này lúc này bà mẹ chồng mới cất tiếng nói là đáng lẽ bà đã bị con ma xó bắt đi Nhưng do gia tiên nhà chồng giữ lại hồn vía Bà đang trên đường về phía nhà thầy Pháp kia Thì tự dưng nghe thấy tiếng mõ vang liên hồi Bà đau đầu quản quại Buồn nôn và vô thức nôn hết ra Cơn đau đầu cũng hết Thế rồi bà tỉnh dậy Thấy mình đang nằm ở nhà Lúc này bà nhìn thấy Các cụ trong gia đình đứng vây quanh cậu Phong Bà liền cúi người xin lỗi Và bà bảo do trong hội chơi họ của bà Mọi người ai cũng bốc số tiền khá to để đầu tư Nhưng do thời gian đầu bà thua lỗ Nên mọi người mới chỉ cho cách nuôi ma xó Thời gian đầu công việc rất thuận lợi Cho tới khi bà mở cửa tiệm thứ hai Và chuẩn bị nuôi con ma xó thứ hai Thì không may trong nhà xảy ra nhiều việc Vì vị thầy Pháp kia không nói đến những hệ quả của việc nuôi ma xó Nên bà chỉ nghĩ con cháu trong nhà bị ốm là bình thường Tới khi cháu gái của bà hết ốm Thì đến lượt bà Lúc này tôi đưa cho anh chị Thanh Một túi bột gỗ đào Bảo rằng đêm nay khi ngủ Rắc ở cửa phòng mẹ chồng Và hai vợ chồng nên ngủ lại đây Tránh có việc không may xảy ra Sau đó Tôi có dặn vợ chồng anh Thanh Mang cái niêu đất chứa có ma xó ra sông Hoặc ra biển Giải nó đi Như việc mình giải bắt hương vậy Tránh những nơi uế tạp ra Tôi có dặn thêm bà mẹ chồng Không được phép đi đến đền chùa Tới khi cơ thể khỏe hẳn Và vận khí ổn hơn Bởi hiện tại trong người bà Dương khí không được tốt Toàn là âm khí thôi Nên lui tới những nơi như thế Dễ bị quan sai của nhà thánh bắt lại Mà mất mạng Nói xong Tôi có bảo chị Thanh Dùng lá cây xả để tắm Và đặt thêm hai cành dâu dại Ở hai bên cánh cửa của mẹ chồng Cho tới khi nào hồi lại vận khí thì mới được bỏ nó xuống tránh cho con ma kia quay lại nói rồi tôi đưa cho anh chồng chị thanh một lá bùa trấn yểm của nhà thánh rồi bảo mai sát giờ ngọ thì dán lá bùa này quay ra hướng bên ngoài tránh quay vào trong kẻo tự người nhà báo hại nhau chị thanh có hỏi tôi việc này tới đây là xong rồi à cậu thì tôi bảo chị chăm thắp hương ra tiên vào chứ ai để cho bát hương nguội lạnh thế trong đó phải có cốt bát hương và bát hương phải có người ngự thì gia chủ mới bình yên được nói rồi tôi bảo thu xếp xuống nhà để tôi bốc cho một bát hương thổ công thần đất nữa để trấn âm cho tốt sau đó tầm 3 ngày thì chị thanh xuống nhà tôi xin cốt bát hương ông quan thổ công và tôi đưa cho chị dặn chị đổ thêm ít cho ở ngoài quán hàng mã vào sau đó cắm theo hình tròn miệng bát hương là năm nén để khai quang bát hương Và dần dần theo thời gian Gia đình chị đã có cuộc sống ổn hơn Tuy buôn bán không tốt được như trước Nhưng cũng không gặp phải những chuyện ma quỷ quấy phá Và sức khỏe của mọi người trong gia đình cũng được an bình Câu chuyện kế tiếp thì được bạn Phong kể vào ngày 4 tháng 11 năm 2023 Lần này thì mình sẽ chia sẻ với mọi người một câu chuyện khá là buồn. Việc này xảy ra gần như ngoài khả năng của mình, nhưng may sao, sau khi nó dần đi tới hồi kết thì mình đã được một vị trợ âm để mà hoàn thành nó. Chuyện bắt đầu vào tháng 10 âm lịch năm 2022. Ngày hôm đó, có một người anh mà mình quen vào năm 2020 có liên hệ với mình. Anh có muốn nhờ mình xem cho công danh và vận hạn sắp tới của anh ấy. Vì thời gian đó anh gặp nhiều chuyện không may Mình thì rất ok Bởi bói toán là công việc của mình Nên mình sẽ nhận và làm Cho tới khi anh ấy đi xe xuống gặp mình Anh ấy có mang theo một con búp bê Chưa kể là anh còn để cho nó ngồi cạnh ghế lái Mình có hẹn anh rằng Sẽ tới cửa điện nhà mình Vì mình đang ở nhà Nhưng anh thì không đồng ý Anh ấy nói với mình rằng Có họ không muốn lên điện của mình vì có chút việc, do là người quen cũ và cũng là mối quan hệ tốt với mình, nên mình cũng đồng ý ra ngoài gặp anh này. Cho tới khi anh ấy bế con búp bê vào quán cà phê. Lúc này, từ con búp bê đó phát ra luồng âm khí nặng nề, nó khiến cho những ngón tay trái của mình tê dại, cảm giác như những thớ thịt trên ngón tay đó bị buốt và đau âm ỉ. Bởi đây là lần đầu tiên cơ thể mình tiếp xúc với âm khí mà có triệu chứng như thế mình cũng có hỏi anh luôn là mang con búp bê thế này có ổn không thế thì anh này tạm gọi là giang có cười và nói nó là cây vàng của anh đấy không đem đi cùng thì sao mà được chuyện anh ấy nói với mình xong rồi quay sang chỗ nó rồi nói em nhỉ lúc đấy mình cũng gai gai hết cả người khi thấy anh đối đãi với một con búp bê như thế nhưng cũng không nghĩ nặng nề gì cả mình hỏi anh rằng vậy người mà nói không lên trên điện nhà em là ai ạ à? đừng nói với em là con búp bê này nhé anh giang cười và đáp chứ còn ai vào đây nữa anh đi có một mình mà nghe anh nói thế tôi cũng gượng cười đáp lại bảo với anh rằng chuyện anh nhờ thì mình bắt đầu xem anh Giang nghe tôi nói thế thì cười đáp Được được chứ em Tôi mới chắp tay lễ Phật Niệm ân chú trong miệng Tôi vừa niệm Vừa liếc mắt sang con búp bê của anh Giang Cảm giác như con búp bê đó Đang quan sát tôi vậy Lúc này tôi có bảo anh Nên chắp tay hành lễ Để tôi còn mở tâm thức giúp anh Khi anh chắp tay hành lễ Và niệm theo tôi Thì anh cứ kêu lên là đau vai Anh bảo cảm giác cứ như bị nặng bên vai Rồi ngực anh ấy khó thở Thấy vậy tôi bảo anh Vậy anh ngồi yên đó đi Nói xong tôi nhắm mắt lại Thì trong tầm nhìn của tôi Thấy rõ có một bóng đen Và toát ra âm khí nặng nề Nó đè thẳng lên vai và ngực của anh Giang Chính kẹo oan khí đó toát ra Cũng khiến cho tôi khó thở Tôi mới bảo anh Đặt hai tay song song lên bàn Rồi đặt vào khoảng trống giữa hai tay một chén muối xin ở quán ba Lúc đem chén muối ra Thì nó là muối tinh và trắng muốt Cho tới khi tôi làm phép hút âm khí lên cái chén muối đó Thì nó bắt đầu chảy nước Có màu ố vàng và một chút đen Thay thế tôi đưa cho anh Giang xem Và dùng điện thoại nhắn tin cho anh ấy rằng Thứ búp bê bên cạnh anh ấy Không phải là điểm tốt lành gì đâu Hãy cẩn trọng với những điều nó mang lại Kẻo vận hạn sẽ ập tới gia đình anh đó anh giang đọc tin nhắn và hỏi sao em không nói trực tiếp với anh mà nhắn tin làm gì tôi nhìn anh rồi liếc mắt sang hướng có búp bê của anh ra hiệu như đừng nói gì cả nhưng có vẻ anh giang khá khó chịu khi tôi nói những điều như vậy bởi trước đó công danh sự nghiệp của anh cũng là do một phần tôi chỉ điểm mà thành sau đó bẵng đi một thời gian anh thỉnh có búp bê đó về rồi tự dưng đợt này liên hệ với tôi và muốn xem bói sau đó anh bỗng chuyển sang nói với tôi bằng cái giọng có gắt đây là búp bê thông do thầy ở trên dân tộc thỉnh về cho anh ấy từ lúc thỉnh về làm ăn rất là có lộc không hại hay làm gì anh cả nên em đừng có mà nói những lời nặng nề như thế nói xong anh giang đứng dậy bảo là sẽ gửi tiền lộc cho tôi sau và tôi có nói với anh là không cần bởi chuyện anh nhờ cũng là chuyện nhỏ nên tôi cũng không tính toán gì với anh cả nhưng có vẻ anh không thích cách tôi đối đãi với anh ngày hôm đó chúng tôi ra về với tâm thái không được thoải mái cho lắm dù vậy tôi vẫn nhắn cho anh một tin rằng có chuyện gì thì hãy nhắn lại cho tôi sau đó tôi ra về do trời gần tối nên tôi cũng phải về cho kịp bữa lúc này trên đường khi gần về tới nhà Bên vai phải của tôi cảm giác Như có thứ gì đó nặng nề ngồi lên Nó khá nặng Khiến cho bà vai của tôi có chút hơi tê vào đau Lúc này Tôi chỉnh gương xe máy để xem Trên đó có gì hay không Vì lúc đó đông xe Tôi cũng không tập trung vào đó được Thứ đập vào mắt tôi Trong chiếc gương xe máy Là một chiếc đầu của đứa trẻ màu đen xì Trong mắt đục Và con người thì đỏ ngầu Phần cầm của nó thì hình như không có Chính xác hơn là đã bị mất đi phần hàm dưới Nên nhìn khá là khiếp Tôi mới đưa tay trái lên Khô khua, khua bên trên phía vai phải của tôi Thì con ma đó mới cố để nhập vào vai phải của tôi Ý muốn hại tôi Lúc đấy Phần xương bả vai của tôi cảm giác như bị sệ xuống Giống như kiểu là bị lệch khớp Tôi đau và rất là nhức Nên quyết định dừng lại tấp vào lề ngồi ở vỉa hè một tay ôm vai mà đau lên không dứt được tôi vừa niệm phật vừa cố để không bị đứt đoạn hơi thở ngồi một lúc mà không thấy đỡ cảm giác lại nặng hơn lúc này có một cô bán hoa quả đi qua cô có thấy tôi vẻ đau đớn như thế nên đã dừng lại hỏi xem có cần giúp đỡ gì không tôi đưa mắt lên nhìn cô rồi nhìn về chiếc xe đạp chở đầy đồ của cô lúc đấy tôi thấy ở cổ xe có một túi tỏi khô tôi mới bảo cô cho tôi xin vài tép tỏi và cho mượn con dao gọt hoa quả của cô ban đầu cô còn không cho mượn và hỏi tôi lấy thứ đó làm gì nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt của tôi thì cũng đưa cho tôi con dao và một củ tỏi tôi nhờ cô rằng cô xem ở đâu mua hộ cháu ít rượu trắng cô mới hỏi tôi rượu để làm gì tôi bảo cô rằng cô cứ đi mua đi hết bao nhiêu cháu gửi cô sau lúc này thực sự là cơn đau chạy dọc theo phần xương sườn và cánh tay phải của tôi lúc đấy cô mới lấy ra trong túi một chai rượu trắng đưa cho tôi và bảo đây cô cũng có một chai sau đó tôi nhận lấy cảm ơn cô tôi có cho tỏi vào miệng nhai rồi ngậm lấy một ngụm rượu vào miệng và xúc miệng rồi tôi nhờ cô dạy hộ tôi một đường ở ngón tay cái Cô bán hoa quả liền từ chối Và bảo Hai tay của cháu sao không tự đi mà làm Tôi mới bảo Tay này của cháu bị chuột rút rồi Không dùng được Tôi phải nói dối như vậy Để cho cô được thoải mái Cô mới đỡ tay phải tôi lên và hỏi Đâu? Chuột rút ở đâu cô xem nào? Lúc này Khi tay cô chạm vào Khiến cho tay phải của tôi còn nhức hơn Xong rồi cô mới bảo Tay mày bị làm sao mà lạnh thế này Mày ốm à Tôi lắc đầu Đưa ngón tay cái ra Dơ nó lên ám chỉ rằng Cô cắt hộ tôi một vệt Cô mới giúp tôi Cắt một đoạn ở đầu ngón tay Tôi mới cố vẽ một đường Dọc từ vai xuống mu bàn tay Rồi vẽ lên đó pháp chú Thế rồi Tôi phun phần rượu và tỏi từ trong miệng Dọc theo cánh tay tôi Lúc đó cánh tay nóng gian lên Cảm giác như lửa đốt vậy Nó rát tới mức tôi suýt thì khóc Tôi đau quá nên cũng ngã ngửa người ra Và nằm ra đó Cô bán hoa quả thay thế thì lay like tôi dậy Hỏi tôi có sao không Tôi mới thất thần nhìn cô rồi bảo Cháu không sao Lúc này Phần tay phải của tôi cũng hết cơn đau Bả vai cũng không còn cảm giác gì nữa Tôi chỉ đợi cho phần tay phải của mình được cử động lại thôi. Ngồi đó một lúc, cô bán hoa quả mới hỏi đầu đuôi câu chuyện. Tới nước này, tôi cũng không giấu gì cô. Tôi bảo, tôi bị tà nó bám vào người nên mới đau như thế. Ban đầu, cô ấy bảo không tin, nhưng sau khi nhìn cánh tay phải của tôi như thế và cái cảm giác lạnh buốt vừa rồi khi cô chạm vào, thì dần cô cũng tin vào những điều tôi nói một lúc sau tôi buồn chuyện với cô thì tay tôi cũng đỡ hơn nhiều tôi có thanh toán và gửi cho cô ấy chút ít coi như đã giúp tôi trong vận hạn vừa rồi lúc đầu cô cũng không nhận nhưng tôi cứ dúi vào tay cô nên cô cũng đành phải cầm một phần là vì cảm ơn cô một phần đỡ khiến cho bản thân anh nấy sau đó tôi đi một mạch về thẳng tới nhà tôi phải đun nước để tẩy uế cho cơ thể mình ngay và để xông cho sạch người sau khi tẩy uế xong tôi thấy phần vai phải trở nên nhẹ nhàng hẳn không còn nặng như lúc trước thế rồi tôi cơm cháo và kết thúc một ngày mệt mỏi hôm sau khi thức dậy tôi thấy người khá nặng cảm giác như đêm qua tôi không ngủ vừa nặng người vừa mệt mỏi những biểu hiện từ hôm qua tới nay Tôi biết ngay là bản thân đã vướng vào phần âm nặng nề Chỉ là không rõ do đâu mà ra Nếu suy xét Thì thứ tôi thấy Cái đầu trẻ con đó khả năng cao Chính là con kuma thông kia gây ra cho tôi Khúc này thì tôi thấy hơi cấn cấn Nên cũng định nhấc máy Để gọi cho anh Giang hỏi tình hình Mở facebook lên Thấy anh đăng bài có vẻ xỉa sói tôi Vì đã nói những điều khiến cho anh ấy phật lòng Tôi đọc xong cũng nóng máu nên quyết định là không liên quan gì tới tôi nữa Cơ thế Tầm 2-3 ngày Thì người tôi cứ mệt hẳn đi trông thấy Tâm tính thì nóng nảy và nặng nề Tôi thấy bản thân không ngột Nên thu xếp Đi về cửa quan nhà Trần một chuyến Tức là đến nhà Trần Cửa ông cầm phả Hôm đó Tôi đi sớm do trong người Những ngày qua ăn ngủ không yên Nên 5 giờ đã dậy bởi nhà Trần toàn quan theo hàng tướng sát quỷ trừ tà, nên khi tôi vướng vào việc gì nặng nề thì hay phải lui tới cửa nhà Trần để xin lửa xin lệnh. Sau đó, khi tôi lên quỳ lễ thành tâm trước cửa nhà ngài thì có một vị trong hàng ngũ quan nhà Trần về chỉ điểm cho tôi, nói rằng tôi phải chuyển hướng giường ngủ đi, không cứ để đó thì sẽ ốm mãi thôi. Sau đó, phải canh khung giờ và ngày có quang liêm tốt nhất tháng để tẩy uế triệt để. Rồi vị này dùng hai đầu ngón tay chấm vào vai phải của tôi hai lần rồi bảo. Đi về đi cho còn kịp giờ. Lúc này sau khi dâng lễ và đi đi về về chỉ vỏn vẹn ba tiếng. Về tới nhà là tầm 8 giờ 30 Khi đấy nắng vào sáng ban mai cũng gắt. Bản thân tôi cảm thấy tắm trong cái nắng này tràn đầy năng lượng. Nên tôi quyết định vào phòng để chuyển hướng giường luôn. Và điều kỳ lạ đã tiếp tục xảy ra một lần nữa. Lúc đó là tháng 10 âm, trời cũng khá lạnh, thế nhưng nền nhà tôi nó lại nóng lên một cách kỳ lạ. Nhưng chỉ có mỗi chỗ giường nóng lên, chứ những chỗ xung quanh thì chả làm sao cả. Lúc này, tôi thấy bản thân mình có điểm thật, nên tôi chạy vội ra chợ mua hạt bổ kết, ngũ vị hương về để xông nhà tôi đóng chặt tất cả các cửa rồi giá lên đó những tờ bùa hôm nhà tôi hô thần nhập tượng lên và bắt đầu xông nhà tôi có quan sát kỹ xem có chuyện gì xảy ra không thì y như dự đoán của tôi trong góc tường phòng ngủ của tôi có một cái bóng đen vụt chạy qua về hướng cửa sổ lúc này tôi không lo lắng nhiều vì đang là thời điểm có quang liêm mạnh nên con ma sẽ không bỏ ra ngoài được đâu Khi tôi bỏ lọ ngũ vị hương ra Hất lên bốn phía xung quanh tường Chỗ con ma đó đứng Là chỗ mau khô nhất So với những nơi còn lại Lúc này tôi vừa lấy bộ chuông mõ Ở cửa điện bên cạnh ra Rồi bắt đầu gõ chuông đồng liên tục Khi bắt đầu gõ Tôi chưa nghe thấy gì cả Cho tới khi nhịp gõ của tôi ngày càng nhanh Thì tôi dần nghe thấy tiếng trẻ con Tiếng con gái bên tay tôi gào thét Đứa trẻ con thì khóc toáng lên lúc này chúng nó mới chui ra từ bờ tường rồi quỳ sạp xuống đất xin tha tôi cũng không tin được bọn này bởi vì tới nhà tôi làm việc âm mà chúng nó còn to gan như thế nên chắc chắn chúng nó không phải thứ mà mình có thể bỏ qua được tôi mới gõ chuồng rời nhịp ra một chút thì con ma nữa kia mới lao về phía tôi tôi thấy rõ cả hình dáng của nó người gầy tới mức da bọc xương phần bụng thì lục phủ ngũ tạng cũng lồi ra ngoài. Nước da thì xám và đặc lại nhìn như một chất bầy nhầy. Tất nhiên mùi oán niệm của chúng toát ra. May là trước đó tôi đã đốt bổ kết để xông phòng nên cũng không quá lo. Thế rồi tôi lại gõ mõ và đặt chiếc chuông đồng trước mặt chúng nó. Tôi viết lên đó chữ môn để cho chúng nó chui vào. Lúc đầu thì nó không chịu, nhưng càng ngày Tôi gõ mõ càng nhanh Và sắp tới 9 giờ sáng Vào cung giờ quang liêm mạnh nhất Cũng là lúc các quan đi tuần Nên chúng nó đành phải chui vào đấy Tôi cũng ngừng gõ mõ lại Rồi bê hai cái chuông mõ ra Sập trước cửa tứ phủ đặt xuống đó Tôi có khấn vọng tới các quan nhà Trần Để xin được chỉ điểm Lúc đó tôi mới hiểu ý nghĩa kịp giờ Của vị trên đền nhà Trần nói với tôi là gì Sau khi xong việc Cơ thể tôi lại trở về bình thường Căn phòng của tôi thì được tẩy quế sạch sẽ Và cứ như thế Tôi dần trở lại trạng thái bình thường Và bắt đầu công việc hàng ngày của mình Cứ nghĩ tới đó là xong xuôi rồi Cơ mà ba con ma đó Tôi đã giải quyết được rồi Thì lúc này Tầm 2 tuần sau Tôi chụp ba con ma đó đi Thì anh Giang lại bất ngờ liên lạc với tôi Anh nói chuyện với tôi Với giọng rất có bằng Và ra lệnh anh nói rằng Những điều tôi nói về con Kuma Thông kia là đúng Bởi dạo gần đây không hiểu sao Công việc của anh bị đi xuống dữ lắm Tiền bạc cũng bị thất thoát gần hết Và phải ôm một khoản nợ nặng nề Ban đầu Anh chỉ nghĩ là do anh xui thôi Nên vẫn xin con Kuma Thông đó Như mọi lần Đó là mua 7 loại máu của động vật về Dâng lên cho nó Nhưng sau vài lần Làm thì không hiệu quả Anh bắt đầu chửi rủa con Kuma Thông rồi để nó ở một góc Nghe anh nói thế Tôi nói lại với anh ngay Đừng có dại mà làm như vậy Đó là ngải dân tộc đấy Con búp bê chỉ là vật dẫn thôi Gọi Cô Ma Thông Là vì nó là tên gọi đại trà Ám chỉ những loại bùa ngải hình nhân búp bê Cái đáng sợ thật sự Là bên trong nó kia kìa Nói rồi Tôi bảo anh phải cẩn trọng Không là bị nó vật lại Lúc đấy anh Giang không nghe tôi nói Anh bảo là bao nhiêu năm nay Anh nuôi nó Chả nhẽ nó lại không cho anh cái gì à Nghe câu này xong Tôi thấy anh Giang đúng là người Lòng dạ non trẻ Tôi định nói tiếp Thì anh Giang cúp máy Cho tới đêm hôm sau Lúc đó là tầm 11 giờ đêm Tôi nhận được cuộc gọi điện thoại từ số lạ Tôi tò mò nên cũng nhấc lên nghe thử Đầu dây bên kia Là giọng của một người con gái người này tự xưng là em gái của anh Giang và cần gia đình giúp đỡ. Ban đầu tôi tưởng là trêu nên tắt máy đi. Sau đó, khi sóng điện thoại trở lại 4G thì tin nhắn Messenger cũng bắt đầu hiện lên. Đó là tin nhắn của anh Giang. Anh bảo rằng gia đình anh gặp chuyện. Bố anh gặp tai nạn trong công việc, hiện đang đưa đi cấp cứu chưa rõ sống chết. Tôi mới đọc xong tin nhắn của anh Giang gửi tôi. Tôi còn chưa kịp xếp lại thì số điện thoại kia lại gửi tới Tôi thấy vậy Liền nghe máy Thì người kia khóc lóc bù lu bù loa lên rằng Gia đình nhà em ấy gặp chuyện Bố em ấy bị xe chuyển đồ trong công trường Lăn qua người Gãy mất một bên chân phải Và gãy xương sườn dập nội tạng Không biết có sống nổi nữa hay không Lúc này Một lượng thông tin lớn ập vào não Khiến cho tôi tự dưng rơi vào trạng thái căng thẳng Tôi phải cố trấn tĩnh bản thân Để xem việc này là như nào Tôi bảo với em gái anh Giang Từ từ kể lại Hỏi sao có số cá nhân của tôi Thì con bé nói rằng Mẹ cho để liên lạc Vì mẹ em ấy đang lên viện cùng bố Nên không có ai gọi Chỉ có một mình em mới gọi được thôi Tôi mới bảo con bé từ từ tắt máy đi Để xem chuyện như nào Rồi tôi cũng tắt máy Gọi cho anh Giang Anh ấy nghe máy rồi tôi bảo với anh ấy rằng anh có về nhà ngay trong đêm không? Đưa em đi về cùng Đừng có mang con búp bê kia theo đấy Lúc này Anh Giang nghe tôi dặn thế Cũng gật đầu rồi ừ ừ vài câu Rồi chạy qua đón tôi Sau đó Tôi với anh Giang về nhà ngay trong đêm Khi về tới nơi cũng là 3 giờ sáng Lúc này Anh Giang để tôi ở nhà anh ấy Cùng với em gái anh ấy Để anh ấy lên trên viện Xem tình hình của bố như thế nào tôi ở nhà anh giang thì có hỏi chuyện của em gái anh là bố bị làm sao thì con bé đưa cho tôi điện thoại của nó rồi bảo anh xem qua đi lúc này tôi thấy rằng chiếc xe chở đồ kia đã tắt máy rồi bố anh giang đứng cạnh nó không hiểu sao chiếc xe đó tự lăn bánh rồi chèn vào chân bố anh rồi chèn qua cả nửa người của bố anh giang lúc bố anh giang hét lên đau đớn khi chiếc xe đó lăn qua thì bố anh Giang vẫn gượng dậy, lết về phía chiếc xe đang lăn, rồi ngồi lên nó và dừng lại. Lúc này, mọi người mới nghe hô hoán chạy ra gọi cấp cứu cho bố anh Giang, vì gãy xương nhiều quá nên không ai dám dìu hay đỡ bố anh ấy lên cả. Lúc sau, xe cứu thương tới và mọi chuyện sau đó diễn ra như nào thì tôi được chứng kiến cả. Tôi có điện thoại cho anh Giang hỏi xem tình hình của bác như thế nào. Anh có bảo Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng phần phổi bị xương sườn cắm vào nên bị rách một lỗ, tình trạng không khả quan lắm. Chấn thương gãy xương đó cũng không phải là dễ lành gì trong thời gian ngắn, nên gia đình phải chuẩn bị tâm lý. Nghe anh Giang kể lại thì tôi cũng có chút ngỡ ngàng. Sau đó, tôi ở nhà anh sang cho tới gần 5 giờ sáng thì mẹ anh Giang về. Tôi thấy bác về nhà, tôi liền hỏi chuyện bác. Tôi hỏi xem bố anh Giang sinh năm bao nhiêu Mà sao năm nay hạn nặng như vậy Tôi biết bố anh Giang chữ bính Và anh Giang chữ canh Thì tôi mới bàng hoàng Tôi bấm đốt ngón tay rồi nói với mẹ anh rằng Có phải trước đây Gia đình nhà mình từng vướng vào ly thân đúng không Và bố anh Giang Hay đi làm xa cho tới khi về gần nhà Thì anh Giang lại phải đi làm xa đúng không ạ Trước đó có đi tù đúng không sau khi nghe tôi hỏi liên tục như vậy mẹ anh giang nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên và bảo rằng đúng rồi cháu cô nghe thằng giang nói nó quen một người biết xem bói mà không ngờ cháu lại giỏi hơn những điều nó kể nghe cô nói vậy tôi liền đáp cái đó không quan trọng đâu ạ quan trọng bây giờ là anh giang và bố anh ấy khác nhau về can chi lại còn đồng giáp hai bố con một là sống xa nhau hẳn không là một trong hai người phải chết non đấy ạ nghe tôi nói vẻ mặt của mẹ anh giang xám xịt lại hỏi tôi có cách nào không bây giờ phải làm sao lúc đấy tôi không dám trả lời vì sợ những gì tôi nói sẽ khiến cho mẹ anh giang hy vọng nhiều quá lúc đấy tôi mới bảo anh giang thu xếp đèo tôi lên cửa nhà trần mau lên khi đi thì mua cả và mã theo không thì bố anh không qua khỏi cái hạn này đâu nghe tôi nói thế anh giang cũng nghe rồi đèo tôi lên nó. Tôi bảo với anh rằng Ghé qua nhà cầm cả con búp bê kia theo để xử lý nó Cứ như thế Chúng tôi di chuyển tới cửa nhà Trần Lúc đó là tầm 11 giờ trưa Đang là giờ các quan đi tuần Nên phần oan khí trong con búp bê Tỏa ra không đáng kể Tôi vào cửa đền Dần mã tiếng trạng cho anh Giang Để xin cung sức khỏe Đái sức khỏe cho bố anh ấy Công việc diễn ra cực kỳ xuân sẻ Tới lúc con búp bê kia Tôi không biết xử trí như thế nào Thì bên trong vọng ra tiếng tụng kinh Lúc này tôi mới đi vào trong xem Thì thấy đó là một vị sư thầy Nhìn qua thì thấy toát lên một vẻ gì đó rất trang nghiêm Và rất đáng tin tưởng Vị sư thầy này đang tụng kinh Thì quay ra nhìn tôi một cái rồi lại tiếp tục Tôi lúc này cũng quay ra bên ngoài Đợi giờ đẹp Rồi bảo anh Giang đem vàng mã đi hóa sau khi hòa xong cả hai định đi về và tôi cũng chưa quyết định gì với con búp bê kia thì vị sư thầy đó đi ra và bảo đặt con búp bê đó lên đây để ta xử trí cho lúc này vị sư thầy đó nhổ phần đầu của con búp bê ra rồi ném phần thân sang một bên sư thầy niệm chú gì đó trong miệng tôi nghe không rõ và bắt đầu rạch cái đầu con búp bê ra trong đó bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc để át đi cái mùi hôi đó xung quanh vật thể lạ là những miếng bông được nhúng đầy nước hoa cho tới khi tôi nhìn kỹ thì đó là một bàn tay người và một ngón chân cái kèm theo đó là những nhánh cây không rõ nguồn gốc hai phần tay chân kia như là đã được xử lý qua nhìn nó giống như của người chết khô vị sư thầy đó lấy ra đặt lên phủ linh rồi gọi tôi và anh sang tới hỏi chuyện thầy hỏi Vậy kiếp nạn này Anh đang là người gánh đấy Tôi đánh mắt sang anh Giang Và nói là của người con trai này thầy ạ Có gì xin thầy chỉ bảo cho Thầy nhìn về phía anh Giang và nói Người này tâm không vững ham chơi Chính người này đã gieo lên hạn tận mạng cho chính người trong nhà mình Mà không biết Nói xong Thầy chỉ tay vào từng bộ phận cơ thể và nói Ngón chân này là ngón chân phải đại diện cho chiếc chân phải của bố cậu Bàn tay đại diện cho tay trái và ngực Nhưng có vẻ do gia đình cậu gia tiên rất thiêng Nên đã đỡ cho bố cậu được phần này Nên chỉ bị thương nhẹ Lúc này anh Giang định cân cổ lên cãi Nhưng tôi ngăn anh ấy lại Sư thầy nói tiếp Tự anh cầm những thứ này ra lò hóa mã đằng sau Rồi hóa nó đi Hóa được nó thì mới không xảy ra chuyện gì còn không thì không ai cứu được cậu đâu Tôi định đi theo xem anh ấy làm như thế nào Thì bị vị sư thầy cản lại Bảo là kiếp nạn này của cậu ta Thì phải để cho cậu ta tự chịu trách nhiệm Đừng có cái gì cũng nâng Cái gì cũng đỡ Thì không thể nào trưởng thành được đâu Sau khi anh Giang đi được một lúc Thì chưa thấy quay lại Lát sau Khi anh đi vào Thở hồn hển, Thì vị sư thầy có nói thế có chuyện gì xảy ra? À? anh giang hồn hển đáp vừa nãy người ta không cho con hóa ở đó thầy ạ à. họ bảo vật lan lịch không rõ nên không cho sau đó con đi về rồi đi xuống bên dưới nhà hóa cứ như thế đi 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 lại từ hạ lên thượng mãi mới có người nhận hóa những vật này lúc này vị sư thầy nhìn anh giang rồi cười gói phần thân và đầu của con búp bê kia lại rồi giải xuống sông đi Tuy cốt ngải không còn Nhưng oán niệm trong đó vẫn còn Nên hãy giải nó ở nơi sạch sẽ Nói xong Sư thầy đứng dậy Tôi với anh Giang đi sau Và hỏi Thế chuyện của con tới đây là xong ạ Thầy đáp là xong rồi Nhưng về chăm bố nhiều hơn đi nhé Bảo cậu đồng này Làm lễ di cung hoán số cho cả hai bố con Thì không lo hạn chết non xảy ra nữa đâu sau đó, anh Giang về nhà, đón được tin mừng rằng bố anh đã qua cơn nguy kịch. Giờ chỉ có bó bột và dưỡng thương trên viện, đợi ngày xuất viện mà thôi. Do bố anh ấy bị bệnh huyết áp cao nên không đưa về nhà được, sợ xảy ra chuyện. Cứ như thế, tới Tết thì bố anh Giang được xuất viện ra về, còn anh Giang qua Tết thì được bổ nhiệm vào bên công an, nhưng phải qua thời gian học quân sự gì đó, đại loại giống như đi lính thì mới được nhận chức vụ. Dần dần, từ đó đến nay, gia đình anh Giang trở về trạng thái cũ, không còn chuyện gì phải đắn đo cả. Tôi và anh Giang cũng được giải quyết mâu thuẫn bằng sự kiện đó. Cho tới nay, anh vẫn hay trò chuyện với tôi và cảm thấy biết ơn vì được tôi giúp đỡ. Sau cùng, thì tất cả mọi thứ, nếu muốn có được nó thì phải tự bản thân đứng lên phấn đấu mới có được. Chứ đừng làm mấy cái của ma, của chay Kiểu lại chuốc họa vào thân mọi người nhé